em bị đề nghề bị tới giờ luôn á. Thế nào không? Lòng lòng. Có bao năm chưa? Ở đó. Hai ba năm chưa? Con té chưa nào? Té bị đâu? Bàn chân nó hết nè. Bàn chân nào té rồi. Đây hả? Đâu, đi làm gì? Đây. Cái này là nè. Dạ, đúng rồi, đất. Dạ. Cái này mấy năm nay nó học cần thôi. Thì nó cũng vẫn chỉ thôi này. Nhưng mà nó không lành không? Nó vẫn còn tới vậy, mấy năm nay rồi gì đó. Hơn, bị hơn, nó bị xong rồi đó là bị ai chứ không phải là cái chéo bắt đầu giảm xuống đúng đúng rồi nó bị cái xe gì không á thì bị cái biến qua cái thần kinh gì nè thay qua thần kinh cái gì đúng rồi giờ dạ. Nó té luôn á ông đi tập thể dục huyết rồi ở bên tập luyện này nè ông đi cái lúc đầu đi bộ tuần sau đi bộ té sắp mặt luôn té cho cái máy nó bị già đi rồi bây giờ lúc đi chợ thì sợ chứ thằng nào cũng quên thì rồi bạn là đi chợ đó để hôm nay đi chợ đó mình mặc bị sau này cái không bị quên ở nhà đi vòng vòng nhà đi từ lỏng té không kiểu xuống từ lỏng té như cả chuyện yếu cái gì do cái gì mà nó khô cái não này tập trung mất trí nhớ rồi nhớ bây giờ cái như thấy là xưa chứ bây giờ nhớ là bao nhiêu nhớ quá trình tận dụng ổng thì bây giờ bắt đầu mấy chuyện sau này ổng ổng không nhớ nha còn mấy chuyện mà mấy chuyện anh nhớ là nhớ đúng rồi cái chuyện mà hồi xưa là nó ghi trong não rồi còn bây giờ cái não đó nó khô để yếu rồi nó không ghi được nên cái bọn nhớ cái đúng thì hiện giờ nó không ghi ông nói trước thì trước sau rồi ổng quên rồi ổng nhớ được. Ví dụ giờ kêu đi làm chuyện thì chúng hỏi là được rồi. Không. Rồi để mai còn kêu rồi em có làm cái gì đó. Mai là tạo ra không, không cần đâu. Tôi chỉ cần là nói vậy tôi biết rồi. Thứ hai nữa là cái mô là qua, không có chuyện hôm qua. Mà cái qua là dịch dấn không? Nhai vậy. Nhai hoài luôn. À, nhai như là nhai xì gôn vậy. Nhưng mà thật ra cái hàm á. Nó chỉnh qua cái nó bộ cái nhai. Nhà suốt kìa, nhưng mà nhà giảm hết nhai rồi nghỉ nhà, nhà. Không thấy nhai nữa ngày qua về là lúc qua về là bớt luôn ngày qua là cứ rồi là... làm hôm kia mà đó, kia qua nghỉ thứ bảy sáng thứ bảy qua tuần nhật nghỉ làm có một buổi một bữa thì có một buổi một thứ thứ bảy em đi làm cũng vậy mẹ thì qua đó kêu kinh nghiệm đó về đó nghỉ nhà đó quay trở lại bây giờ cái này đó nó chạy một lần này chứ là bơi đó cái miệng nào bơi thì nhai đó nó chạy một lần này là nghỉ nhai luôn rồi nha như vậy là dạ đi vô đào đi vô cái bộ coi giãn cơ để cái điều chỉnh cái quay hàm lại cái điều chỉnh quay hàm lại hôm nay qua chị mới một lần một mà thấy giảm hết 80% rồi. Cái cô này thấy chứng kiến luôn á. Vô thấy là xong họ không thấy nhà. Không thì nhà nó là mất luôn. Bữa đem chứng kiến rồi thấy vậy không quên quay video lại à. Lúc còn nhai lúc đang làm là dừng liền tại chỗ. Cái này mấy cái lâu kia là còn da dữ đó, không phải da da dữ lắm, chỗ là da xì lốp luôn đó, là cần da cái hàm nó bị già, cái nhà. Cái này chút xíu là làm chút xíu là thì mong các anh coi theo dõi cho nó kỹ, là chút xíu đây là cái này đang bị bệnh đau quá. Cái này cảm nhận rõ rệt thấy là thực tế luôn đó chứ không có mấy giây cái thuốc chính mắt mình thấy luôn đó nha làm hết liền tay chỗ luôn còn
nhai nhưng mà bây giờ gần hết nhai rồi đó anh. Hết nhai rồi nè. Bơi đó là cái là nghỉ nhai luôn rồi đó. Sao người ta hồn hồn cái não này cho cái nhớ này đi trở lại bình thường, nó không còn quên nữa. Nha, anh vô cái quay hàm này đi rồi, anh gặp cái quay hàm này cho nó có giãn cho đi. Nhớ thả nè, giả đi, để vô này cái này, rồi anh nhậm cứng dùm gan lại, cứng dùm gan lại, cứng gan lại. Cứng lại. Trời ơi, nó kêu nè. Mà lý danh lắm. Kêu két, nè. Nghe kêu không? Nghe. Đợi sát thì nghe kêu. Kêu. Cái sắt người ta nhận nghe kêu nè. Cái máy. Nè. Cục. Thôi. Ủa cái đó là tự không nghiến mà sao kêu? Đúng rồi. Hai cái hàm răng nó hai cái loại hàm đó. Nó nghiến gì nha. Nè. Kêu. Đó. Quá to luôn á. Đúng rồi. Kêu to lắm. Không nghiến mà tự ở đây kêu. Nổ nha. Nè kêu to to đi. Chiếu hết kêu hả? Cái ta cái giò ta trắng không? Trắng hay không? Sao trắng không khóc à? Này bị lan hay gì? Khỏi yếu. Sao mà trắng không khúc bàn tay? Chút xíu đỏ rồi kìa. Biết không? Nè, coi đây. Nè. Đỏ rồi phải không? Ừ. Do cục này nó báo này. Rồi, cứng chân rồi. Hết chưa? Nè, cái môi giòn mặt nè. Nè, hết dính rồi ha. Còn nhai nữa không? Anh cảm nhận còn nhai không? Có bộ hổm nhai hoài đó, bây giờ hết nhai rồi đó. Rõ rệt chứ trời. Căm bụng thầy chưa? Ở đây nè. Đây nè. Đâu? Cái là không chỉ gì đi cái trường mầm non thì nghe trường này thì chắc là bạn ý
Đây. Đó mà. Bữa nay lúc này say ngủ rồi đó. Đây là cổ họng, đây là dương, đây là cái họng. Rồi anh giờ thẳng ra coi. Rồi cái miệng không đây. Rồi. Rồi quay đây coi. Nè. Hết ra chưa? Con thở không? Hả? Mà trước này làm ở đâu? Không có lực hả? Chỗ không tính không? Chị tính thì qua không? Rồi cái nào đi tính. Anh là anh biết không? Anh biết hay là anh biết? Biết. Bạn tá gì nữa. Ừ, anh là trợ lý không? Ừ. Hai tứ là chữ hai là ông phó ông chữ. Rồi nhà anh thấy sao rồi, anh thấy nhiều khỏe chưa? Nhắm mắt lại chùi cho nó khỏe không? Khỏe phải không? Cái này á là chắc ăn là cái nhai là cái quay hàm này nhai tích mạch chắc ăn là hết 100% rồi đó. Rồi bơi lại chắc ăn là hết rồi. Còn phục hồi lại cái ai bơ chắc là cái não là bị khô ta phục hồi. Ta đưa chất dần vô. Cái dịch vô cái não làm cho cái não nó ướt lại. Nó có chất dần cho là anh này sẽ hồi một tí hết. Giờ không còn quên nữa. Nhưng mà cái này quá lâu quá, phải lắp cái 10 ngày. Rồi các anh có bị theo dõi như thế nào thì ai có cái là đi sâu vào cái quay hàm nha rồi nè. Lại lắp coi cái xương đây. Má thì chị theo cái này là mở rồi đó. Cái vậy. Về tóm lại là vô. Ủa cái đây chị? Thì cũng chơi. Cấm vào cầu cho anh coi cái gì này. Thứ hai là vô cái bộ quay hàm. Thứ ba là hóa học lấy quyền để cái quay hàm nó bị hở. Kêu thì nó hở. Để chỉnh lại cho đưa vào khớp quay hàm phải là đưa vào khớp nó dính là gì. Nó dính là gì. Tức là quay hàm nó dính lại. Thì nó không còn đưa nữa. Ở dưới nó không đưa. Tại sao quay hàm ở trên nó không có đưa, nó không nhích. Mà quay hàm dưới nó nhích. Cái nhúc nhích là do quay hàm ra dưới này nó hở ra nó nhúc nhích nó đẩy qua đây rồi. Rồi bây giờ ha.